Hello, xin chào tất cả các bạn đến với AS Mobile. Thì như anh em nói, mình sẽ dùng cái súng lục shotgun. Cái súng lục đó gọi là M1857 hay là gì đó, nhưng mà không cần biết. Nhưng mà cái súng lục đó nhìn giống như là cái đầu la vậy á. Nó bậy xíu, xin lỗi. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới Mew, khu vực Mew này. Anh em nhảy Mew thì anh em biết rồi, phải xoay vòng tròn mới xuống nhanh được. Còn mà không xoay vòng tròn thì anh em sẽ xuống chậm hơn. Thì anh em xem những clip trước, có những bạn xuống chậm hơn thì mình đã cho nguyên một container đạn vào. Rồi, xuống đâu. Đây rồi, có súng rồi. À, trên đầu luôn à. Trên đầu thơm, chạy. Cái gì nó cũng phải từ từ chứ, đúng không? Nãy mình thấy ở trong nhà kho này có một người mà sao giờ không thấy ta? À, có tiếng bắn phía trước. À, có thằng nhảy dưới nhà kìa, nhảy dưới nhà. Từ từ em ơi, lò cái đầu ra. Đúng rồi. Chạy đi, chạy cho nhanh vào. Dí luôn. Mình là Superman ớ, rồi nãy nhảy xuống mà không chết bây giờ. Ấy. Thường cái chỗ đó nhảy xuống mất được có cái gì vậy? Cái gì mà chọi bom mình vậy? À có con rươi. Con rươi gì đây? Làm gì vậy? Chứ không cầm dao. À, thanh niên không súng, không nhặt được súng. Tội vãi ra. Ui, không nhặt súng mà nhặt đồ chơi nhiều vậy. Chạy đi đâu rồi? Chạy đâu? À, lò cái đầu. Y tá nè, headshot nè. Đưa cái đầu ra để mình bắn headshot nữa chứ. Đầu xanh. Thì ván này cố gắng lấy top thôi. Nếu không lấy top được thì mong anh em thông cảm, bỏ qua cho. Anh xui. Rồi cố gắng lấy top. Chảo nè. Thì ra là cây này, anh em nói cây này đấy không? À, cây này sử dụng đạn shotgun nha anh em. Cây này sử dụng đạn shotgun. À, nhìn chất vải, nhìn to quá, nhìn dài, vừa to vừa cứng vừa dài nữa chứ. Nhìn ngầu phết. Này mà mình cầm cây này mà mình thủ rồi mình bắn thì thôi chứ. Vừa thủ vừa bắn. À, to, cứng, dài nữa. À, nhìn cây đó anh em đủ hiểu rồi không? Rồi tí nữa mình sẽ test thử cái cây đó cho anh em xem. Để xem có địch mình mới test được. Mình sẽ test cho anh em xem nha. Nếu mà mình test trong cái thời gian test mà có xảy ra điều gì thì anh em thông cảm. Rồi với lại test xong rồi á, khi mà mình test xong rồi, nếu mà hai vạch thì anh em cũng đừng nói gì nha. Đấy, thấy chưa? Thôi bỏ mạng rồi. Cái gì vậy? Thôi anh ơi. Đậu xanh. Đang test mà. Đậu xanh ở đâu vậy? Đâu ở đây? À, trên đồi à. Chạy xuống đây em. Xuống đây. Bơm thêm bình máu nữa cho chắc. Phiêu lắm. Những cái dạng này phiêu lắm. Dạo gần đây chơi thì ít thấy boss lại rồi. Hình như Galena đã không còn thêm... Chạy ra. Đậu phộng vẫn lấy của mình 236 tít nữa chứ. Đậu xanh trâu má đó. Anh em thấy không? Súng này sục đã luôn, sục và bắn không? Sục bắn. Thủ sục và bắn. Anh em nhìn nó to. Khoái đúng không? Khoái lắm, nhìn to thì khoái lắm. Của anh em có to như vậy không? Của anh em khi mà chơi có to như vậy không? Mình không biết sao chứ của mình thấy to đó.
Anh em bao nhiêu cm? Của anh em chơi bao nhiêu cm? Thì trong game này anh em cứ nhìn đi, bao nhiêu cm thì cứ đoán đại ra. Người 23, người 22, người 20, chắc của anh em chắc 15 là cùng, hoặc là 5. 5 là cùng à. Rồi, tóc tóc. Bây giờ mình sẽ rút cái khẩu này ra, mình gặp ai đó mình sẽ sục nó. Tóc tóc, mình chán chiếc xe tóc tóc này là nó chạy chậm, tuy là mạnh thiệt, leo dốc đã thiệt, nhưng mà nó chạy chậm quá, chạy chậm quá dễ chết thôi, gì đâu bắn cho nổ luôn, banh xác đứng trên đồi nó bắn nổ cũng được. Thôi ghé qua đây xíu coi có ai không. Rồi 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 rồi, coi có ai không. Thấy rồi, thấy rồi. Chạy đi đâu, cũng chết à. Đây, to dài bự đây. Đâu rồi, trên lầu hả? Trên lầu. To dài nè, to dài ở đầu phòng. Không chết, hai viên không chết nha anh em. Có giáp, nó có giáp, coi nha, có giáp. To dài đây, đâu rồi? To bự. Không, anh em thấy chưa? Phê. Nó chẳng khác gì shotgun thôi, có gì đâu anh em. Chẳng qua là nó cự, nó là khẩu lục thôi. Chà, thằng này đồ chơi nhiều nha. Rác cũng nhiều nữa. Đậu xanh. Lấy bình máu. Rồi, tiếp tục. À, thính. Từ từ đi, coi có thằng nào không. Lấy thính nè. Thính thơm nè. À, đậu xanh. Từ từ em ơi, từ từ. Ôi, Thôi. Đậu xanh không chết. Ui. Thôi. Ừ, thơm. Bắn bố. Máu nè. What? Cái gì vậy? Ô, tôi kê. Lát à? Hát à? Đậu xanh. Rồi, mình dừng clip ở đây. Cảm ơn anh em đã đón xem nha.